Em khỏe. Anh thấy em á, tươi trẻ vậy là em khỏe rồi đó. Sao, anh thấy em giống trong hình không? Trời ơi, em đẹp hơn ở trong hình nhiều. Nhìn cái mặt á là biết không có Photoshop rồi. Bảo đảm với anh là người thật việc thật luôn á. Em make up không có đậm luôn á, cái ạp cũng chân thật nữa, không có ảo đâu nghe. Anh sợ mấy cái áp áp. Liễu ơi, ai cũng nói em là đẹp hơn ở trong hình hết trơn. Liễu, tôi có cặp dưa đẹp lắm. Biếu Liễu để chưng Tết. Thì đó, em cũng vậy á. Sống một mình nó cực dữ lắm anh ơi. Cực lắm em ơi. Anh ở bển cũng một mình hả? Lâu nay anh cũng sống một mình là cô đơn dữ thật luôn à. Vậy là mình đồng cảnh ngộ rồi anh ha. Liễu, đồng cảnh ngộ thương nhau dễ lắm. Tôi có cặp dưa đẹp lắm. Biếu Liễu để chưng Tết. Em ơi, em đó biết đi không? Đấy đó. Ở bên này nhiều đêm á, anh đập dạ. Em biết chứ anh à. Trời ơi, anh biết xong ở bên đó nó lạnh lắm. Em nghe người ta nói đó. Lạnh bạc cố. Liễu đang nói chuyện với ai vậy? Bạn trên mạng mới quen. Trai hay gái? Trai độc thân duy tính ở Canada. Ừ. Anh thấy cảnh đẹp không? Vườn nhà em đẹp quá trời, anh thấy không? Đẹp quá. Đẹp quá trời đẹp luôn á. Đó. Thấy không? Ê, cái gì vậy? Ê nè. Nói biếu cho người ta tự nhiên đem về vậy? Kêu trai bên Canada gửi dưa về đặng chưng Tết ha. Trời ơi, nắng mưa thất thường thì ghét. Cái vụ thầy bói giờ né mình luôn. Mình có làm gì sai đâu ta? Trước á, lâu lâu còn nói chuyện, giờ xa cách luôn là sao? Sao mặt thấy buồn dữ vậy Tiên? Ngồi Tiên sách gì vậy? Hai trái dừa. Tiên nói Tiên biếu của Liễu mà sao mang đến lại mang gì à? Hết giờ chơi, mang đến lại mang về đó con. Giờ không biếu ai nữa hết, để ở nhà ăn. Rồi, lại dỗi hờn nữa rồi. Thấy ghét. Đồ gian dối, đồ phản bội, đồ mẹ trai, đồ xính ngoại. Thôi, tí á. Sao lại kích động dữ vậy? Hết sức bình tĩnh. Tía bị tổn thương đó con. Từ từ của tính tí. Bớt đau lòng đi tí. Chuyện đâu còn có đó mà. Chứ chuyện đó còn có ở đâu. Không ngờ Liễu đối xử với tía như vậy nữa. Đàn ông mà khóc gì. Rồi một ngày nào đó cô Liễu cũng sẽ hiểu được lòng của tía thôi. Nên đừng có lo. Ủa, còn mấy trái thơm này là sao con? Như vậy đó. Thì cũng mang đến rồi lại mang về hả con?
tí con mình cùng chung hoàn cảnh mà. Tí đau 2, con đau 4. 2-4 là sao? 2 trái dưa, 4 trái thơm. Tết Sum Vầy 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVNLI.